Rồi khi nào bắt đầu game? Rồi. Để đến trên này đi. Sợ sợ nó không quay được kia. Bao giờ em bắt đầu thì anh bấm đồng hồ cho em luôn. Bấm đây. Bao giờ được? Bấm liên tục thôi. Một người thoát rồi kìa. Đúng rồi, hôm nay xem 5 người vậy. Nói chung là banh qua nửa sân á. Một người cắm trên anh Huy ơi. Anh Nguyên ơi. Một người cắm trên kìa, hai người giữa kìa. Yeah.
Video quay không kịp luôn. Bắn nó phải qua qua giữa sân nè anh. Hút rồi. Đi Hoàng Anh, bắn đi. Ôi giời ơi. Có Phạm nói yên tâm. Ôi, nói không được chắn à? Anh. Mình đi, mình đi. Đâu cười qua qua gôn mà. Đám á, đám dây đó. Đi đi hả? Sao? Luôn em ơi. Ơ, quên chưa quay. Quên chưa quay. Chín phút còn 10, còn 5 phút nữa. Chết rồi 2-0. Ai ghi bàn nhỉ? Minh à? 11. Chuyển trách nhiệm thế nào? Ờ, bình tĩnh, mình xong. Chân cẩn thận Minh ơi.
Ê. Công. Là mình quay mệt quá. Thôi, bình tĩnh ơi. Mình tính rồi, mình tính rồi. Thắng ơi, thắng ơi. Thôi không được gì, không được. Anh ơi, ghi tỷ số. 2-1, 2-1. Em phải biết cái cầu thủ có ghi bàn em ơi. Thôi, thôi, vào ra ghi. Nam về đây. Cắt đi. Đúng rồi, trúng bóng rồi.
Tắt nhá. Ngài ơi, tắt bật lại nhá.